Rồi, hyaluronic acid đúng không ạ? Được thường được dùng để đánh sạch cái lớp oxide này, hay oxide hay là muối carbonate bám trên bề mặt kim loại trước khi sơn hàn hay là mạ. Ứng dụng này dựa trên tính chất hóa học nào của hyaluronic acid? Thì tính chất hóa học gì đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ thử viết phương trình ra cho các bạn xem. Hyaluronic acid là HCl này. Được chưa? Oxide, các bạn thấy lớp oxide không? Là oxide, đúng chưa? Thì lớp oxide này tôi ví dụ như là XOY đi, không biết gì hết cho đại. Đúng chưa? Thì lúc này nó sẽ thực hiện cái phương trình phản ứng trao đổi giữa H với O, thấy chưa? Thì này tạo ra gì các bạn? Là H2O. Đúng không? Và giữa CL và gì đây? Đây, CL và R đúng không? Thì tạo ra một cái muối đúng không? Là muối của muối RCL chẳng hạn. Thì này tạo ra muối đúng không? Muối thì muối RCL gì đó, ví dụ R của chị 2 thì RCL 2, R của chị 1 thì RCL, không tôi ghi muối thôi. Được chưa? Thì muối này đặc biệt quan trọng là muối tan. Được chưa? Rồi tương tự oxide xong, bây giờ tới hai oxide đúng không? Hai oxide. Hai oxide thì tương tự luôn, HCl cộng hai oxide cũng không biết gì hết cho đại thôi, hai oxide ROH tất cả ít lần đi. Đúng chưa? Thì cũng giống như hồi nãy cơ chế này tôi đã nói thôi. Tạo ra chỗ này là H với nhóm OH. Thì HOH ra gì mới đưa? Chúng ta ra ra cái gì các con, đó là ra H2O, H với OH thì ra nước, cũng giờ trao đổi qua lại thôi, thực hiện cơ chế trao đổi. Rồi xong, thì cái phần còn lại cũng là một lần nữa, CL và R đúng không? Thì lúc này ra được cái gì? RCL chính là muối luôn, và muối này đặc trưng quan trọng thường sẽ là muối tan. Đấy. Rồi tương tự luôn, muối carbonate. Muối carbonate thì các bạn có là HCL đúng không ạ? Cộng cho muối carbonate tức là muối carbonate là RCO, ví dụ như là không biết gì hết cho đại đi. RCO3 đi, chất gắn bám lên trên cái thiết bị công cụ gì đó mà chúng ta được làm kim loại trước khi sơn hàn mạ điện, thì tạo ra sản phẩm. Thì nè các bạn để ý này, H này với góc CO3 để bạn ghép lại là HCO3 đúng không, thì nó không có ý nghĩa. Thì bạn cân bằng thêm số 2 vô thì biến thành H2CO3, 2H cộng với CO3, H2CO3 được phân tích là CO2 cộng nước, đúng chưa? CO2 cộng cho H2O, CO2 sữa bột khí li ti này, nước tan ra đúng không? Thì tương tự như vậy, CL với G gắn lại với nhau thì ra GCL luôn, cũng giống như trên GCL ít hay là GCL n quá chị tôi không biết cho đại thôi. Thì cái này cũng tương tự ra muối tan, đúng chưa? Thì các con thấy điểm chung của ba loại phản ứng này đúng không? HCL và thằng khi tương tác với oxide oxide này, hay oxide hay là muối carbonate, thì các bạn đi này, đến cuối cùng sản phẩm đều sinh ra muối dung dịch tan hết, nguyên cái đám này đặc biệt là muối tan hết, tất cả là muối tan, CO2 sữa bột khí thôi, nước thì tất nhiên là tan trong nước dung dịch. Thì lúc này khi các bạn dùng HCl để bạn đánh sạch cái lớp oxide, hay oxide muối carbonate bám trên mặt kim loại tạo thành dung dịch tan, các bạn rửa trôi với nước luôn, thì lúc này các bạn thấy sơn hàn mạ điện mà nó không có bị lẫn vào cái phần đó đúng không, nó lẫn cái lớp sơn hàn mạ điện này nó sẽ bám chặt vào kim loại, nó dính chặt lâu hơn. Thì nói chung tính chất này dựa trên đặc tính quan trọng của HCl, tóm lại là tính axit mạnh ha, tính axit mạnh của HCl dựa trên tính axit rất là mạnh, nó có khả năng hòa tan được các oxide bay hay là muối không tan, rồi tính axit mạnh. Rồi vậy thôi, các bạn có gì không rõ thì chúng ta có thể bình luận bên dưới ha, tính chất axit mạnh.